Kinh văn: điều phục những chúng sanh can cường, khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui, rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn muôn ức dần mây sáng rỡ lớn. Lược giảng: điều phục những chúng sanh can cường. Điều là điều hòa, phục là hàng phục. Sao gọi là điều hòa? Cũng như khi chúng ta ăn uống, nhất là người Hoa, đòi hỏi thức ăn phải có hương vị đậm đà, thế thì phải nêm nấu sao cho năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn được điều hòa, vừa phải. Nếu thức ăn cay quá, thì người không quen ăn cay sẽ không ăn được. Chua quá, thì người không thích chua sẽ không đụng đến. Đắng quá, thì cũng có người không thích, mà ngọt quá, thì cũng có người chê, chẳng muốn ăn. Cho nên các thứ gia vị phải điều hòa, mỗi loại chỉ nêm vừa phải, không nhiều không ít, để có được mùi vị thích đáng. Mọi người thường chỉ thích thưởng thức các món ăn hợp khẩu vị của mình. Tương tự như thế, về Phật Pháp thì có người thích pháp môn này, có người thích pháp môn kia. Về tín ngưỡng thì có người tin Gia Tô giáo, có người tin Hồi giáo, có người theo Đạo giáo, Đạo Lão, có người theo Nho giáo, Đạo Khổng. Khổng, Lão, Phật, Gia, Hồi là năm tôn giáo lớn trên thế giới. Tuy nói là năm, nhưng trên thực tế thì chỉ là một. Vì sao lại là một? Bởi vì pháp mà Đức Phật nói ra thì mọi pháp đều là Phật Pháp, và trong đó bao hàm tất cả các pháp môn của mọi tôn giáo, bất luận là Gia Tô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo hay Nho giáo, hết thảy đều được bao gồm trong mọi pháp, đều không ở ngoài mọi pháp. Không một tôn giáo nào có thể nói là không có giáo pháp, bởi vì nếu nói như thế tức là ở ngoài mọi pháp. Mà ở ngoài mọi pháp thì hoàn toàn không có một pháp nào cả. Mọi pháp đều là Phật Pháp và đều là bất khả đắc, đều không thể chứng đắc. Thể hội được mọi pháp đều không hiện hữu thì mới gọi là thật sự về tới nhà. Tôi không hề nói rằng tôi có phương pháp đặc biệt này hoặc món ăn ngon lành nọ để dụ dỗ lừa phỉnh quý vị. Bởi thực sự là không có, cái gì cũng không có hết, xưa nay vốn không có cái gì cả. Vì sao lại biết được xưa nay cái gì cũng không có? Lục Tổ từng dạy: Bồ đề vốn không thân, gương sáng cũng không đại, xưa nay không một vật, nơi nào bụi bám đây? Xưa nay vốn không có gì cả, vậy phải đến nơi nào để tìm chỗ cho bụi bám? Hoàn toàn không có, vậy thì còn tìm bụi bặm làm gì nữa? Nếu quý vị có một món đồ cụ thể thì còn có chỗ cho bụi bám, nhưng vì không có đồ vật gì cả, do đó bụi bặm cũng không có chỗ để bám vào. Cho nên người thông hiểu đạo lý thì biết rằng mọi pháp đều là Phật Pháp. Tuy nhiên pháp thì có pháp đúng và pháp sai, có pháp rốt ráo và pháp không rốt ráo, có pháp thiện và cũng có pháp ác. Chúng ta tu hành thì phải tu pháp rốt ráo, pháp cứu cánh. Ví dụ, từ châu Mỹ sang châu Âu, nếu quý vị đi bằng máy bay thì nhất định sẽ mau chóng tới nơi. Còn nếu theo đường bộ thì quý vị nghĩ phải mất bao lâu? Ngoài việc đi bộ vất vả trên đất liền, quý vị còn phải trải qua những gian khổ của đường biển nữa. Lúc gặp biển tất phải dùng thuyền để vượt biển, mà thuyền thì đi rất chậm, phải mất rất nhiều thời gian, trong khi đi máy bay thì lại rất nhanh. Tương tự như thế, chúng ta tu pháp không rốt ráo thì phải tu trong một thời gian rất lâu mới được về tới nhà thành Phật. Nhưng nếu tu pháp rốt ráo thì chẳng mấy chốc là chúng ta về tới nhà ngay, rất nhanh chóng. Như thế pháp không rốt ráo là gì? Đó là tất cả các pháp của ngoại đạo. Đúng vậy, tu pháp không rốt ráo cũng có được đôi chút lợi ích, nhưng rất chậm. Tu pháp rốt ráo tức là y chiếu theo giáo pháp của Đức Phật mà tu hành. Để điều phục cảm hóa những chúng sanh can cường, trước hết Đức Phật không nói thẳng với họ rằng nóng giận là không tốt. Ngài chỉ nói: này, nóng tánh cũng không đến nỗi nào,
vì phiền não chính là bồ đề. Người có tánh nóng nảy đấy, song cũng chẳng sao. Phiền não là bồ đề, sanh tử là niết bàn. Phật làm cho họ cảm thấy mình có tánh nóng nảy nhưng không phải là người xấu, đành rằng mình rất nóng tánh nhưng tâm bồ đề của mình cũng đâu phải nhỏ. Thế là họ quyết định thử tu sửa tâm tánh xem sao. Và càng thử thì họ càng nhận thấy rằng hễ phiền não giảm bớt thì bồ đề lại gia tăng. Phiền não càng ngày càng giảm thì bồ đề càng ngày càng tăng. Giảm được phiền não thì đó chính là bồ đề vậy. Cho nên đối với những chúng sanh tánh tình can cường, ương ngạnh thì Đức Phật giảng dạy nói thứ pháp như thế. Còn đối với những chúng sanh nhu nhược thì sao? Những chúng sanh nhu nhược tức là những kẻ nhút nhát, từ sáng đến tối họ cứ hồi hộp, sợ sệt, thậm chí tiếng mèo kêu hay tiếng chó sủa cũng làm cho họ giật mình run sợ, hồn phiêu phách tán. Bất cứ một động tĩnh gì cũng có thể làm cho họ hốt hoảng được cả. Cho nên Đức Phật phải dùng lời dịu ngọt như dỗ dành trẻ con mà dỗ về những chúng sanh nhút nhát đó: con đừng sợ, hãy bình tâm mà học Phật pháp, Phật sẽ giúp đỡ và phù hộ cho con. Các chúng sanh ấy nghe được liền cảm thấy an ủi phần nào, trong lòng thầm nghĩ rằng lời nói của người này thật đáng tin cậy. Và thế là họ dốc lòng tin tưởng Phật pháp. Sau khi tin và học Phật pháp, họ càng ngày càng bớt nhút nhát, càng ngày càng mạnh dạn, can đảm lên. Ở Hồng Kông, tôi có một đệ tử quy y tánh vốn nhút nhát. Khi chưa quy y, anh ta rất sợ ma và sợ bóng tối. Trời vừa nhá nhem tối là anh ta không dám bước chân ra khỏi cửa. Tánh rất nhát gan, cho dù trong nhà có đông người, anh ta cũng vẫn cứ nơm nớp sợ hãi, cứ cảm thấy xung quanh mình, trái, phải, trước, sau, chỗ nào cũng có ma cả. Tuy chưa bao giờ gặp ma, nhưng anh ta lại rất sợ ma. Sau khi anh ta quy y Tam Bảo, mặc dù tôi không niệm chú cũng chẳng làm phép thuật gì cho anh ta cả, nhưng kể từ đó thì anh ta không còn thói hay sợ sệt, không sợ ma mà cũng chẳng sợ bóng tối. Ban đêm ở nhà một mình cũng không sợ, đi đâu lúc trời tối cũng không sợ. Cho nên đối với những chúng sanh không có lòng gan dạ thì chúng ta cần phải giúp đỡ khiến họ có can đảm. Ngoài ra, đối với những chúng sanh hay khóc thì quý vị nên khuyên họ chớ khóc lóc nữa, mà hãy sanh tâm hoan hỷ vui vẻ. Tóm lại, chúng sanh thường mang nhiều thành kiến lệch lạc, tánh tình cũng thiên vị quá quắt, cho nên chúng ta phải tìm cách làm cho họ trở về với trung đạo, giữ được mức quân bình, như thế gọi là điều phục vậy. Khiến cho họ biết được pháp khổ, pháp vui. Đức Phật có thể điều phục các chúng sanh ương ngạnh, bướng bỉnh và làm cho họ hiểu rõ thế nào là khổ, thế nào là vui. Những chúng sanh này vì ương ngạnh cho nên khổ, họ cũng bất chấp, mà sướng, họ cũng bất cần. Thế nào là khổ, thế nào là sướng? Họ chẳng hề để ý tới, vì tánh ương ngạnh, khổ hay sướng, họ đều không sợ. Họ cứ sống một cách không lo, không buồn, không khổ, không sướng như thế. Đức Phật có khả năng làm cho các chúng sanh ương ngạnh này biết được thế nào là chân khổ, đau khổ thật sự, và thế nào là chân lạc, an vui thật sự. Vậy thì thế nào là chân khổ? Đọa lạc chính là chân khổ. Bị đọa xuống địa ngục, bị đọa làm ngạ quỷ, súc sanh, đó đều là chân khổ. Thế nào là chân lạc? Được khai ngộ, chứng quả, như quả vị A-la-hán chẳng hạn, thực hành Bồ-Tát đạo, đó đều là chân lạc vậy. Khổ vốn rất nhiều loại, vui cũng rất nhiều thứ, nhưng chúng ta bây giờ biết được ý nghĩa tổng quát là được rồi. Vậy biết được pháp khổ, pháp vui, tức là biết được mùi vị của đau khổ và mùi vị của an vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn. Các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ở khắp mười phương quốc độ đều không đi một mình. Mỗi Bồ Tát thường dẫn theo một, hai, ba hoặc bốn thị giả. Có vị lại thích dắt theo nhiều thị giả, có khi đồng tới mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thị giả. Lúc bấy giờ mỗi vị Bồ Tát đều phái người thị giả theo hầu bên cạnh mình đến hỏi thăm Đức Phật. Hỏi thăm như thế nào? Họ đồng đến trước mặt Phật và thưa hỏi rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay Ngài có được ít bệnh, ít phiền não chăng? Ngài có được an vui chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Các thị giả đều hỏi han Đức Thế Tôn như vậy. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm ngàn muôn ức dần mây sáng rỡ lớn. Khi ấy Đức Phật mỉm cười, không phải cười lớn mà là cười chúm chím, và phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức dần mây sáng to lớn. Ha ha ha, 闻三摩地所。